Tại CS 2017 thì Lenovo họ đã tỏ rõ cái ý định tập trung nhiều hơn vào thị trường laptop chơi game bằng cách ra mắt hai cái mẫu laptop mới là Legion i720 e và Legion i520 e thì cả hai cái sản phẩm này đều có cấu hình khá lộn so với tầm giá của nó cái máy có giá 900 đô là i520 thì sử dụng giúp đồ họa GTX 1050 trong khi cái máy có giá khởi điểm là 1.400 đô i 720 thì sử dụng cái chip GTX 1060 nói về cái điểm khác biệt của những cái máy chơi game Legion thì ít nhất là hiện tại chúng ta có hai cái đầu tiên chính là cái việc tích hợp luôn cái controller điều khiển của cái tay cầm Xbox One Thông thường những người dùng mà muốn gắn cái tay cầm này vào máy PC thì họ buộc phải mua một cái dongle mà Microsoft bán rời nó vừa phiền mà nó vừa vết tiện và cũng phải tốn hơi nhiều chi phí Trong khi ở những cái máy này thì Lenovo họ tích hợp sẵn cái đặc điểm thứ hai là âm thanh Dolby Atmos đối với cái máy nhỏ hơn là cái máy i520 thì không có nó chỉ sử dụng hai loa của Harman Kardon thôi nhưng mà đối với cái máy lớn hơn thì Lenovo họ sử dụng hai loa của JBL cộng với một loa siêu trầm thì cái loa siêu trầm này tạo hiệu ứng âm thanh vòng nổi hơn tốt hơn đặc biệt là đối với những cái game bắn súng hay là khi mà các bạn xem phim thì đây là cái đặc điểm đầu tiên xuất hiện ở trên một cái máy tính chơi game theo Lenovo thì có hơn 40% game thủ thường nâng cấp cả âm thanh hay là nâng cấp bộ loa để có thể có trải nghiệm âm thanh tốt hơn khi mà họ mua máy nghe chơi game. như vì vậy những cái nâng cấp của họ sẽ giúp game thủ tiết kiệm được nhiều tiền hơn so với việc phải mua rời. Ngoài ra thì cả hai cái máy này cũng hỗ trợ thực tế ảo và được chứng nhận cho cái điều này. Lenovo họ đã trang bị một cái phần mềm chuyển đổi nó cho phép hiển thị những nội dung mà không VR như là nội dung hình hay là nội dung phim bình thường không hỗ trợ VR thành những nội dung phim VR để chúng ta có thể coi một cách vui vẻ và thoải mái hơn. Lenovo cho biết là trong tương lai thì, họ sẽ nâng cấp nhiều hơn về các đồ họa bởi vì đây chính là những thế hệ chơi game máy chơi game mà họ đổi thương hiệu đầu tiên cho thương hiệu Legion ngoài hai cái laptop thì chúng ta còn có những cái máy khác ví dụ như là những cái máy tính tất cả trong một sử dụng cái chip đồ họa 1080 hay là những cái máy có thể xác đi được được thiết kế theo hình khối hộp thì tất cả những sản phẩm này sẽ được ra mắt lần lượt trong thời gian tới